Tôi đã đi qua rất nhiều nơi, đặt chân đến rất nhiều vùng đất với khao khát thực hiện được ước mơ của mình. Tôi muốn trở thành một vị vua huyền thoại, một người phi thường đứng trên tất cả. Tôi là ai? Tôi đến từ đâu? Điều đó không quan trọng. Bạn chỉ cần biết một điều rằng tôi là người đã hạ gục bạn. Dự án được hợp tác bởi Hero Team và Mini World có tên Vị Vua Trở Lại, được thực hiện bởi Zero Official và nhiều hậu phương khác, diễn ra vào ngày 11 tháng 7 đến ngày 12 tháng 7. Bạn muốn lấy mất ngôi vương của tôi ư? Thật là nực cười. Nếu bạn đủ bản lĩnh, hãy đến đây và cướp nó từ tay của tôi đi. Đừng làm tôi thất vọng nhé. Tiến lên nào, các chàng trai. Vẫn chưa đủ. Nếu muốn vượt mặt được tôi, các người cần nhiều hơn thế. Đó, là tất cả những gì các bạn có sao? Thế thì mãi mãi, các bạn vẫn không thể trở thành khổng lồ như tôi được. Chỉ còn lại một con đường duy nhất cho các bạn để có thể trở thành huyền thoại mà thôi. Hãy đăng ký giải Vị Vua Trở Lại và đánh bại tất cả đối thủ của bạn.